Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản thành viên trên IDC để được hoàn tiền lên đến 15% tất cả các cái mặt hàng khi mua sắm tại hệ thống nhà thuốc IDC offline cũng như là online. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trình duyệt web ở trên máy tính hoặc điện thoại, hoặc kích vào link website nhà thuốc IDC.com mà các bạn thấy ở trên mạng xã hội hay trên Google. Thì các bạn sẽ vào như sau. Các bạn có thể truy cập vào Google và gõ là nhà thuốc IDC. Nó sẽ hiện ra rất nhiều các cái trang web giới thiệu về nhà thuốc IDC ở đây, thì các bạn có thể click vào nhà thuốc IDC.com. Đó. Các bạn có thể đăng nhập bằng rất nhiều cách. Thứ nhất là truy cập trực tiếp trên trình duyệt web chữ nhà thuốc IDC.com hoặc vào Google gõ nhà thuốc IDC thì các bạn sẽ click vào cái link đấy và truy cập ra cái trang chủ như thế này. Hiện tại trên nhà thuốc IDC và hệ thống nhà thuốc IDC đang bán hơn 3.000 mặt hàng các sản phẩm về thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, có thể phục vụ được hầu hết các cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của các bạn. Đấy, hàng nghìn mặt hàng đang được ưu đãi. Đây, mình giới thiệu qua một chút, có những sản phẩm chỉ có 5K, có những sản phẩm giảm giá 50% đến hơn 50%. Ở đây, như sản phẩm sữa rửa mặt này đang được giảm giá đến 96%. Đó, là khi các bạn mua vào giờ vàng. Đấy, và hàng nghìn các sản phẩm từ các thương hiệu uy tín như Eco, Dược Hậu Giang, Tâm Bình, IDC, Bạc Ma. Đấy, thì nó có rất nhiều sản phẩm ở đây. Thì trước khi các bạn, thông thường thì các bạn đi ra một nhà thuốc hoặc các bạn đặt mua ở trên website của một nhà thuốc nào đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đặt hàng và các bạn mua, và các bạn phải thanh toán 100% số tiền đơn hàng mà các bạn đặt mua đấy. Nhưng từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 thì tất cả khách hàng khi mua sắm tại nhà thuốc IDC offline hay là mua trên website nhà thuốc IDC thì đều được hoàn tiền tối thiểu là 10% giá trị các sản phẩm. Đó, thì làm sao để được hoàn tiền? Thì các bạn cần phải đăng ký làm thành viên của nhà thuốc IDC thì các bạn sẽ được hoàn tiền. Thì việc đầu tiên thì các bạn khi truy cập vào web thì các bạn sẽ click vào đây. Chỗ này là mục đăng ký này, các bạn ấn vào đăng ký. Thì phần đăng ký này nó sẽ hiện là các bạn cần phải nhập họ tên này, số điện thoại, email và password, mật khẩu để đăng nhập thành viên. Thì họ tên ví dụ như tôi là Lê Tiến Vinh. Rồi, ở số điện thoại các bạn cần phải nhập chính xác số điện thoại, vì số điện thoại này chính là tên để các bạn đăng nhập vào các lần sau và dùng để xác nhận cái tài khoản của các bạn. Nếu các bạn ấn số tài khoản linh tinh thì khi mà công ty hoàn tiền cho các bạn và nó không đúng cái số điện thoại để xác nhận thì các bạn sẽ không được thanh toán cái số tiền hoàn đấy. Đó, số của tôi là 0938198698. Rồi, email tôi là Lê Vinh A Tòng nhà thuốc IDC.com. Mật khẩu. Đấy, mật khẩu này thì mình sẽ nhập mật khẩu chính xác nhé, địa chỉ 36B Địa Công Hoàng Mai, Hà Nội. Rồi, sau khi đăng ký xong thì các bạn ấn vào nút đăng ký. Và khi các bạn ấn đăng ký xong thì website sẽ tự đưa link các bạn trở về cái trang tài khoản của các bạn. Đây, mình giới thiệu sơ qua, đây là trang tài khoản của các bạn. Thì từ ngày 20 tháng 6 thì tất cả những khách hàng khi đăng ký thẻ thành viên của IDC, đăng ký hội viên của IDC thì đều được thưởng luôn số tiền là 50.000 đồng. Đây ạ, 50.000 đồng ạ, vào tài khoản thành viên của các bạn. Đó, thì khi các bạn đăng ký như này xong thì các bạn sẽ vào phần
cài đặt nhận tiền ạ. Ở đây mình sẽ phải nhập thông tin số tài khoản của mình vào đây, để khi mà tài khoản của mình đủ 200.000 thì công ty sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản cho các bạn khi các bạn có nhu cầu. Thì việc đầu tiên mình sẽ nhập số tài khoản này. Số tài khoản là đây, số tài khoản của mình à, tài khoản ngân hàng rồi. Khi các bạn nhập số tài khoản đây xong thì các bạn sẽ ấn lưu lại. Thì lưu đây xong thì công ty sẽ, khi cái tài khoản này của các bạn mua hàng và nó đạt lên đến là 200.000 thì các bạn sẽ được rút ra tiền mặt, hoặc các bạn có thể sử dụng chính cái số tiền đấy các bạn mua dùng để thanh toán các sản phẩm của IDC đấy. Và khi nhập số tài khoản xong thì bước tiếp theo là các bạn sẽ kích vào phần link chia sẻ, lấy link và link chia sẻ. Rồi, đây chính là mã ID thành viên của các bạn và đây chính là link của các bạn. Thì việc tiếp theo sau khi đăng ký tài khoản xong thì các bạn cần phải vào phần link này, link chia sẻ này, và nó hiện ra link này thì các bạn sẽ phải ấn chuột vào cái link đấy để hệ thống ghi nhớ là bạn đã là thành viên và sẽ truy cập ra trang chủ như thế này. Và sau khi bạn ấn vào link ấy xong ra trang chủ này thì bạn đặt mua hàng, bạn đặt mua bất kỳ một sản phẩm nào ở trên hệ thống nhà thuốc IDC hoặc website nhà thuốc IDC.com thì các bạn đều được hoàn tiền. Ví dụ như đây, mình hướng dẫn các bạn cách mua hàng luôn. Đây các bạn sẽ, ví dụ như mình đang có nhu cầu mua một hộp khẩu trang thì mình sẽ kích vào hộp khẩu trang này. Mình muốn mua thêm một hộp sữa Nanomilk canxi này. Đấy, dành cho người lớn, sản phẩm này dành cho người lớn thì mình mua về biếu bố mẹ mình. Đó. Và mình mua thêm một cái hộp canxi trẻ em này để cho con gái của mình. Đấy, thì mình bấm vào xong, sau đó thì mình sẽ kích vào phần giỏ hàng. Thì phần giỏ hàng này nó sẽ hiện ra là số các cái danh mục các sản phẩm mà bạn muốn đặt mua này, khẩu trang y tế này, sữa bột Nanomilk canxi này, canxi Sukukit này, số lượng này, ví dụ tôi muốn mua là 5 hộp canxi này, sữa thì tôi sẽ phải mua là 4 hộp để cho tặng cho bố này, mẹ này, bố mẹ đẻ này và bố mẹ vợ này. Canxi cho con gái thì canxi thì một năm mình chỉ cần bổ sung 2 lần, mỗi lần thì mình sẽ bổ sung khoảng 2 hộp đấy, khoảng 3 đến 6 tháng mình bổ sung một lần, thì mỗi lần thì mình sẽ cần phải uống tối thiểu là 2 hộp cho con gái này. Sau đó thì bạn ấn cập nhật giỏ hàng. Nó sẽ hiện tổng số tiền, có bên này nó sẽ hiện tổng số tiền là đơn hàng này của tôi là chỉ có 2.130.000 thôi. Đó. Và các bạn sẽ, nếu các bạn có mã ưu đãi giảm giá thì các bạn ấn vào đây thì sẽ được giảm giá. Còn nếu không có thì các bạn sẽ ấn là tiến hành thanh toán. Phần thanh toán này sẽ hiện ra mục là họ tên người mua của bạn, đó là ví dụ như là tôi sẽ nhập thông tin người nhận hàng. Rồi tôi ở Việt Nam, tôi sẽ chọn thành phố. Các bạn ở đâu thì các bạn sẽ điền thành phố ở đấy ạ. Hà Nội này, tôi ở Quận Hoàng Mai này. Rồi địa chỉ của tôi là ở tòa CT36B Định Công này. Số điện thoại của tôi là 9389898 này. Mail vào đây rồi. Ok, tôi muốn giao hàng và là ngoài giờ hành chính hạn thì tôi có thể ghi là giao hàng ngoài giờ hành chính trước khi đi gọi điện trước này, để tránh trường hợp là tôi có việc đột xuất tôi đi ra ngoài tôi không nhận được hàng đó. Và thanh toán thì các bạn có hành hết, một là chuyển khoản ngân hàng đấy. Khi chuyển khoản ngân hàng thì các bạn ấn đặt hàng thành công xong thì nó sẽ hiện ra số tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm IDC. Số tài khoản là 3456 3456 888 tại ngân hàng ACB chi nhánh Định Công. Thì các bạn có thể là đặt đơn hàng xong thì các bạn ấn chuyển khoản. Và các bạn lưu ý là các bạn sẽ cần phải thanh toán đúng cái giá trị của đơn hàng. Và khi cái đơn hàng này được giao cho các bạn thành công thì 10%
Khi các bạn là tài khoản thành viên member thì các bạn sẽ được hoàn tiền là 10% giá trị đơn hàng, có nghĩa là với đơn hàng này các bạn sẽ được hoàn là 213.000 đồng. Thì sẽ được khi các bạn nhận hàng thành công và công ty xác nhận bạn đã nhận hàng thì cái số tiền đấy sẽ được hoàn vào trong tài khoản của bạn, và các bạn có thể là rút số tiền đấy vào tài khoản ngân hàng để công ty sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng sau khi đó, hoặc là bạn dùng chính cái số tiền trong tài khoản đấy để đặt mua các sản phẩm về sau đó. Thì hoặc là các bạn muốn là nhận hàng tại trả tiền khi nhận hàng thì các bạn sẽ kích vào đấy đó. Thì đây tôi sẽ để chế độ là chuyển tiền qua ngân hàng, tôi sẽ thanh toán qua ngân hàng thì ít khi tôi cầm tiền mặt, và tôi ấn đặt hàng và các bạn đợi khoảng tầm 1 đến 3 giây. Đây, khi các bạn đặt hàng thành công thì sẽ có cái mã xác nhận là cảm ơn bạn đã đặt hàng thành công này, đơn hàng của bạn đã được nhận này, mã đơn hàng của bạn là 5650 này, ngày hay ngày tháng sẽ hiện ngày tháng bạn đặt hàng này, email của các bạn đặt hàng này, tổng số tiền các bạn là đơn hàng của bạn này, phương thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng, và bên cạnh này nó sẽ hiện ra thông tin tài khoản ngân hàng của công ty để các bạn chuyển khoản, đó là công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm IDC. Tất công ty thì chỉ sử dụng hai số tài khoản để nhận thanh toán, đó là số tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm IDC, ngân hàng ACB, và số tài khoản 3456 3456 888 2 là số tài khoản cá nhân của mình, đó là 96 123 9999, ngân hàng là VPBank chi nhánh Hà Nội, chi tiết đơn hàng đó, địa chỉ thanh toán. Rồi khi các bạn này ấn đặt hàng như này xong là các bạn đã xác nhận, và nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện cho các bạn trong vòng 24 giờ để xác nhận và gửi đơn hàng cho các bạn đó. Khi đơn hàng này thành công rồi thì các bạn là muốn kiểm tra thì các bạn có thể là ấn vào phần đăng nhập này, và các bạn vào phần báo cáo này, lịch sử kiếm tiền này đó. Đó thì trong phần lịch sử kiếm tiền thì nó sẽ hiện ra cái trạng thái là đây, cột này là 50.000, chính là khi các bạn mở tài khoản là công ty thưởng cho các bạn này đấy, khoản tiền này thì đã được thưởng rồi nên là đã được xác minh này, và chưa thanh toán, khi chưa chuyển tiền cho các bạn thì nó sẽ hiện trạng thái chưa thanh toán. Và vì vừa rồi các bạn đã đặt một đơn hàng là 2.113.000 thì tương đương các bạn đã được thưởng hoa hồng là 213.000. Đây, nó sẽ chế độ là thưởng bán hàng ngày 26. Rồi, trạng thái là chưa thanh toán và chưa được xác minh. Vì sao nó chưa được xác minh? Chưa được xác minh bởi vì cái đơn hàng này các bạn mới đặt hàng và công ty chưa giao hàng cho các bạn. Khi công ty giao hàng cho các bạn thành công thì tự động nó sẽ kích hoạt chế độ đã xác minh, có nghĩa là số tiền này sẽ được chuyển vào. Thì khi được xác minh thì cái số tiền đấy sẽ được cộng vào cái phần là ví số dư hiện tại này của bạn các bạn. Đấy. Và khi các bạn nhận được công ty chuyển tiền thì nó sẽ hiện ra đây là số là nhập đó. Và thêm một cái chương trình nữa là ngoài cái việc là các bạn tự mua hàng để được hoàn tiền lên đến 10% thì có lẽ là rất nhiều bạn bè, anh chị em, cô bác hay là những người thân của bạn, các người đang follow bạn ở trên mạng xã hội như Facebook, Zalo cũng đang quan tâm đến những cái sản phẩm mà IDC đang cung cấp. Đó, ví dụ như sản phẩm khẩu trang thì các bạn có thể là vào phần link, ấn vào mục link chia sẻ này. Các bạn có thể copy cái đường link này để gửi cho bạn bè, hoặc các bạn có thể đăng lên Facebook, hoặc bạn bè của bạn đang muốn mua một cái hộp mà canxi để cho con uống thì các bạn có thể là copy cái đường link này và gửi cho các bạn bè. Và khi bạn của bạn kích vào đường link của bạn và đặt mua sản phẩm thành công thì nhà thuốc IDC cũng thưởng cho các bạn là 10% giá trị đơn hàng của cái người bạn đã đặt hàng đấy. Như cái tấm lòng, coi như là tấm lòng tri ân của IDC dành cho các bạn, cảm ơn khi bạn đã giới thiệu những sản phẩm tốt của IDC cho bạn bè của bạn sử dụng. Đó, thì vừa rồi là sơ qua cách để các bạn có thể mua sắm hoàn tiền trên hệ thống nhà thuốc IDC với hơn 3.000 mặt hàng mà IDC đang phân phối. Đó, thì để được biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể gọi đến số hotline của IDC là 0938 198 698 để được tư vấn kỹ hơn. Xin chân thành và cảm ơn tất cả các bạn.